Trong cuộc sống, nhiều thứ khiến chúng ta không vừa lòng, nhiều sự việc khiến ta tức giận. Tức giận là phản ứng bình thường của mỗi người khi phải đối mặt với những điều không mong muốn. Đó là áp lực bởi công việc, tiền bạc, quan hệ gia đình, xã hội hay chỉ đơn giản là tắc đường khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tức giận không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn làm tổn thương đến mối quan hệ. Kiềm chế cơn giận không phải là điều dễ dàng. Video hôm nay sẽ gợi ý cho bạn những cách kiềm chế làm chủ cảm xúc của mình. 1. Hít thở sâu. Hít thở sâu giúp điều hòa nhịp thở, lượng máu, oxy lưu thông, phân phối đến các cơ quan phổi, não và tim hài hòa, tránh bị sốc. Khi các chức năng của từng bộ phận hoạt động bình thường, nhịp nhàng với nhau, cơn tức giận của bạn sẽ từ từ biến mất. Hãy hít một hơi thật chậm, thật sâu, giúp bạn kiềm chế cơn giận hiệu quả, lấy lại sự bình tĩnh. 2. Đọc một câu thần chú. Ngay bây giờ, hãy chọn một câu nói giúp bạn kiểm soát cơn giận hiệu quả. Ví dụ như, nóng giận mất khôn, hay hãy bình tĩnh. Chẳng hạn, để nhắc nhở bản thân dừng lại một vài giây suy nghĩ trước khi hành động. 3. Điều chỉnh suy nghĩ. Nếu bạn cảm thấy mình đang tức giận với một điều không như ý, hãy nghĩ về điều gì đó khiến bạn hạnh phúc, bình yên và thoải mái. Dần dần có câu, tâm an vạn sự an. Thường xuyên tập thiền, yoga có thể giảm được những cơn nóng giận. 4. Hãy thử vận động. Việc ngồi yên một chỗ không giúp bạn kiềm chế cảm xúc khi tức giận. Khi tâm trí tập trung vào sự di chuyển, nó sẽ không nghĩ đến những chuyện khiến bạn cảm thấy căng thẳng hoặc tức giận nữa. Có thể đi ra vườn, đi dạo, ra công viên hoặc đi mua sắm. Miễn là ra khỏi không gian mà bạn cảm thấy tức giận, tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn. Theo nghiên cứu, đi dạo ra ngoài để hít thở không khí trong lành, có cây cối, hồ nước, vườn hoa, không gian thoáng đãng giúp bạn tiếp nhận luồng không khí mới. Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh trở lại. 5. Tránh xa sự việc. Nếu bạn cảm thấy mình sắp nóng giận, hãy rời khỏi cuộc nói chuyện hoặc tránh xa sự việc để có thời gian bình tĩnh, suy nghĩ lại một lần nữa về quan điểm của bản thân. 6. Chia sẻ quan điểm. Hãy nói ra quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Bạn cũng nên thay đổi góc nhìn, cũng là cách nhìn nhận vấn đề theo cách nhẹ nhàng hơn. Chia sẻ, tâm sự với một người bạn tin tưởng cũng là cách kiềm chế cơn tức giận hiệu quả. Khi cảm xúc tiêu cực được giải tỏa, cũng là lúc tâm lý của bạn trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Những người bạn cũng có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích, những nhìn nhận khách quan giúp bạn giải tỏa phần nào những suy nghĩ bực bội và nguyên nhân khiến bạn cảm thấy tức giận trong lòng. Mỗi khi tức giận, bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp phù hợp để xử lý. Cơn tức giận sẽ khiến cho bạn không làm chủ được cơ thể và lời nói của mình, làm tổn thương cho chính bạn và những người xung quanh. Hãy học cách phòng tránh và kiểm soát sự tức giận để tránh những hậu quả đáng tiếc do hành động sai lầm trong cơn giận gây ra. Cuộc sống của bạn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh điều bạn quan tâm nhé.